Cái gì cũng phải từ từ. Mẹ bà. Chào mừng đến với chiếc của mình. Của mình là em đã đây và hôm nay em sẽ chơi một game đó chính là Amnesia The Dark Descent. Ok, và game này do hai công ty sản xuất. Công ty đó mình biết được game, đâu nhiều game. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Ok, và rồi máy dân chơi nó gục nè. Gậy bậy cứ. Ok, và máy mình khá là lớn nên là FPS tự động từ 18 7. Tất nhiên là không được nữa. Và tương lai mình sẽ cố gắng mình update máy mình. Là game kinh dị chơi FPS từ 15 tới 30 rồi. Vậy cực. Okay. A memento has been added to show. Ok. Người máy FPS 60 vậy cực. Oh, đẩy cửa vào. Ngon. Cắm thêm bóng xe được gì? Ủa sáng liền. Sáng như cái chùa vậy đó. Ê 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 ok. Không, chơi game dao động từ 15 đến 16 nhìn ghê phải cứ. Ủa, đi chủ má. Hold left mouse and move mouse to order move. Ôi, okay. Còn cái cửa luôn. What the fuck? Oh. Há, ghê vai cứ. Yeah. Tao quý mày đúng không? Mềm đi. Ok. Con này là nó sắc sắc á. Kẹt té. Tùng tùng té 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 té. Yo lô yo lô. Mà tiếng này là cái gì nhỉ?
Ê, anh ơi, mới sáng sớm rồi đi cộng cô mấy hai nhịp mà anybody there anybody somebody what the fuck inside oh in the book. Anh ngủ. Ý, mẹ với thứ người. Cầm ghế nè. Cái gì cũng phải từ từ. Mẹ bà. Anh không nếu có gì làm cái gì thì anh đi hù người mày. What the fuck? Đặt cái đó. Đặt cái đó, cái chân. Ok. Ok. Vì sao? Ui. What the freak? What the fuck, man? Dạ mày tế. Cái gì đây? Ừ, được anh. Như cái vui của mình là phải này. Thì ai nghe cái chứng vãi cả nhà gì mà gió xít trên này gồm thôi mà chị cười ô cái đèn Ok, ngon cơm. Ở đây này, ngon cơm.
Vô. Để ra. Ok. Anybody there? What nghe thấy cái gì đó trong đây. Mày nghe gì không? Nghe cái gì đó. Ôi. Ok. I wish I could ask anyone to remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. Inner sanctum. One last thing. His shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down inner reality. Sanctum. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okay, bây giờ mình phải tìm thằng Alex gì đó mình giết nó cái kiểu. In the second. Vâng, cái phòng tắm hả? Tắm bên trong. Tìm Alexander và giết nó. Cái nhiệm vụ mình là phải vô cái phòng tắm gì đó ấy. Thú vị chưa? Và nếu cái phòng tắm nó ra đâu luôn ấy. Jeez. Oh, wait. Go. Để mình nghe gì không? Không nghe thấy cái gì đó bên trong nghe. Ok. Ở đây cái phòng tắm nó nằm bên cái bên bên kia thì phải. Quá trời luôn. Cái cuối cùng.
nó nằm ở đâu? Ok, và mình sẽ kết thúc tập này tại đây, và tuần sau mình sẽ đi tìm cái phòng tắm gì đó để mình đi tìm Alexander nha. Ok, và see you in the next video. Bye bye.